Vâng, ngay trước mắt chúng ta đó là một cặp loa rất là khủng của hãng Sansui. Thưa các bác, cặp loa Sansui SPX8900, một cặp loa thuộc top khủng long bằng chúa của hãng Sansui. Thưa các bác, với thiết kế gồm một loa bát 43 màng giấy, loa mid 16, loa chép kèn, hai loa chép giấy và một loa siêu chép kèn, và rất là khủng. Cấu hình của em nó thì 6 loa trên một thân thùng, cặp loa thuộc top khủng long hàng đầu của Sansui. Thưa các bác, thiết kế với lưới căng mắt cáo đặc trưng của các cái dòng loa Sansui cổ. Đây, các bác có thể thấy là trên tay em đang là chiếc dây căng mắt cáo của Sansui. Cặp này thì công suất 220W cho một quả, rất là gấu ạ. Công suất thì 220W, còn trở kháng là 8 ohm. Độ nhạy của em nó là 100 dB. Và em nó thì vô cùng là dễ phối ghép với các dòng âm linh. Thưa các bác, với cái kích thước tổng thể như sau: chiều cao là 69, chiều rộng là 46 và cái chiều sâu là khoảng 30 cm. Thưa các bác, một cặp loa cho cái chất âm rất là hay, hứa hẹn chơi đa thể loại nhạc và dễ dàng phối ghép âm linh. Các bác có thể phối ghép các cái dòng ly cổ Recyber hoặc là các dòng ly khỏe một chút như các dòng Sansui 607, 707 đánh rất là tốt cặp FPX9000 này. Cặp loa này thì được cả thanh lẫn sắc, ngoài cái giá trị nghe nhìn thì em nó còn một cái giá trị trưng bày cũng là sưu tầm rất là cao. Hàng về rất là đẹp và bây giờ thì quay chi tiết cho các bác. Em này thì thiết kế với cái vỏ vân gỗ màu nâu rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Đây, thùng vách để các bác xem, thùng vách góc cạnh của em nó thì thuộc dạng đẹp xuất sắc luôn và rất là đẹp. Đi vào chi tiết cái cấu hình loa, gồm một bát đường kính 43 cm, màng giấy gân vải tẩm dầu, một loa mid 16 cm. Loa mid này thì nó có một cái chóp bảo vệ này, cũng như là có cái tác dụng tán âm rất là tốt. Một loa chép kèn 3 lỗ. Ở đây chúng ta có hai loa chép giấy và một siêu chép. Siêu chép ở đây thì có kèn máy lá rất là hay. Có 3 cái chế độ nghe cho các bác chơi. Sansui này. X8900 4-way 6 speaker, 6 driver cho một thùng. Có cả lỗ thông hơi ở phía trước. Quay lại phía sau thì cho các bác xem. Phía sau thì rất là đẹp. Model của nó là X8900 4-way, công suất là 220W, trở kháng 8 ohm, dòng này made in Japan. Cái này thì anh Tây anh đã thay cho chúng ta một cái cặp loa rất là hay, rất là dễ cắm rút. Còn cái cặp loa zin của nó thì rất là khó cắm. Anh Tây anh đã độ cái cặp loa rất là chất như thế này rồi. Em báo luôn để các bác chơi các bác được biết. Thế này không ảnh hưởng vấn đề gì, càng tốt thôi. Tiếp theo thì em quay tiếp chiếc loa bên này. Về phần thùng vách thì các bác khỏi chê rồi. Đẹp căng từng cm. Đẹp căng từng cm, không một chút nào cấn móp. Tiếp theo thì em quay cho các bác loa bát, các bác xem. Bát là một cái màu huyết, hơi huyết một chút này, huyết tím tím một chút. Một cái màu khá là khó tả. Một loa mít giấy cũng là sử dụng gân xếp ở đây, không phải thay thế, rất bền theo thời gian. Cái này có tác dụng là tán âm cũng như là bảo vệ cái màng loa mít nó không bị hỏng hay bị va chạm. Chép kèn 3 lỗ, 2 chép giấy và 1 siêu chép rất là khủng. Lắp dây căng vào cho các bác xem. Cặp này thì các bác chơi được đa thể loại nhạc luôn, chơi hay, bày đẹp. Đậy căng mà thì rất là chất luôn. Đấy, em sẽ đậy một bên và em để một bên. Quay cho các bác cùng xem. Đây, một bên dây căng cũng rất là đẹp luôn, không một tì vết nhé. Cho cái tiếng bát sâu, chậm, sâu, uy lực, trung âm rất là sáng, giải chép bông tơi chi tiết, phù hợp các tác chúng ta chơi đa thể loại nhạc. Tuy nhiên thì những cái thể loại nhạc vàng, thể loại nhạc monero hoặc là cái thể loại nhạc không lời thì em nó thể hiện một cách tốt nhất được các bác. Cặp loa rất hay ạ. Chuyển qua test vô
bolero. Mời các bác chúng ta cùng thưởng thức chất âm ngọt ngào, trong trẻo, tiếng trong reo như ngọc. Sản phẩm dành cho những đôi tai vàng, những đôi tai khó tính về âm thanh. Chơi hay thì em nó còn bày đẹp và cái giá trị sưu tầm rất là cao. Các bạn nghe thử một chút nhạc rumba, nhạc lính. Các bác chờ chút thì em sẽ cắm băng cối vào để cho các bác chúng ta cũng thưởng thức trên nền nhạc băng cối. Chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Số máy 0983586968. 15.300.000 đồng. Đêm nào trốn hay ta dìu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp.
Vâng, và vừa rồi là các bác chúng ta đã được thưởng thức chất âm của cặp loa Sansui FPX8009. Cặp loa có giá bán 15.300.000 đồng. Bác nào quan tâm mời có alo cho em. Xin chào và hẹn gặp lại.